chào các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cùng với mình tham quan một cái farm dưa để chuẩn bị xuống cho mùa đông nhé. Thì dưa này đã được chủ trồng xuống đây được khoảng một tuần, dưa mới trồng xuống là những cây dưa con. Nó chỉ được xuống giống mới một tuần thôi. Hai cọng dây đen á, mà các bạn nhìn thấy á, đây là hệ thống tưới. Đây là cái farm dưa vừa mới đi ra xuống giống được một tuần. Thì khi cây dưa trồng xuống như vậy á, thì bắt đầu là những cái người chủ á, người ta cũng sẽ tìm những người, một là những người bắt đầu vô đây xin làm mà ăn giờ, hai nữa là cũng có thể là người chủ sẽ cho những người đây là ăn khoán. Khoán có nghĩa là sao? Có nghĩa là người chủ sẽ giao cho những người mà chuyên quấn tỉa, họ sẽ quấn cây dưa này từ gốc cho lên đến dây chì, lên tới trên ngọn như thế này. Và giá cả thì do sự hợp đồng của chủ và người quấn quấn tỉa. Thì thường á, theo mình biết được á, thì những người mão á, người ta sẽ nhận quấn cái dưa này từ gốc cho đến dây chì và làm tất cả mọi việc á, giá khoảng từ 80 sen cho đến 1 đồng 1 đô la cho một cây. Thì người ta sẽ tính theo cái số lượng cây này để mà thanh toán tiền sau khi đã hoàn tất công việc của mình. Còn những cái mũ mà được phủ trên này thì chính đây là bây giờ đã tầm chuẩn bị vào mùa đông, cho nên họ trải những cái mũ như thế này, họ sẽ phủ ra để khi vào mùa đông mình sẽ giữ độ ấm cho cây dưa. Ngoài cái nóc của nhà bầu ra, của nhà kính này ra, không nhà kính, thì người ta lại trải thêm một cái lớp màng nữa. Các bạn nhìn thấy không? Là để giữ ấm cho cây dưa vào mùa đông. Đây cũng là một cái phương cách rất là hay khi chúng ta làm farm. Trải thêm màng chống lạnh cho cây dưa vào mùa đông. Thêm một lớp màng này nữa. Cây dưa chỉ mới xuống giống có một tuần lễ thôi mà mọi thứ đã được sẵn sàng. Đây là những sợi dây để người ta chuẩn bị thả lên dây chì để cột vào những cái gốc cây dưa. Người ta đã cắt sẵn hết. Những công việc mà nhận mão quấn tỉa những cây dưa cây cà như thế này cũng có thu nhập rất là cao và cuộc sống rất là thoải mái. Tùy theo khả năng làm việc của mình làm được ít hay là nhiều, thì trong vòng một thời gian rất là ngắn, cây dưa thì nó sẽ nhanh, rất là nhanh, từ khi cột gốc cho tới dây chì này chỉ trong vòng 2 tháng thôi. Mà nếu những người làm giỏi trong vòng 2 tháng đó, người ta có khả năng quấn tỉa chuyên nghiệp, thì họ kiếm rất là nhiều tiền trong cái vấn đề quấn tỉa này. Cây cà cũng vậy, cây dưa cũng vậy, rất là nhiều tiền, tại cây dưa đi rất là nhanh.
Đây là một cách mà để chúng ta học hỏi. Đây là những cái màng chống lạnh, thêm một lớp màng chống lạnh để giữ ấm cho cây dưa vào mùa đông phát triển tốt. Rất là dễ làm, cứ đi mua mũ mỏng về rồi mắc lên trên sợi dây chì gần nóc nhà bầu, rồi sau đó chúng ta cứ miễn làm sao mà cho nó dính trên đó lại, căng thẳng nó ra thì nó sẽ thêm một lớp chống lạnh cho những cây dưa vào mùa đông này. Thì mình có mỗi một lần khoảng tầm cây dưa sẽ lên cao và sự phát triển của cây dưa như thế nào thì mình sẽ quay từng đoạn cho các bạn xem sự phát triển của cây dưa và người ta sẽ chăm sóc nó như thế nào, thì mình sẽ hẹn với các bạn ở những clip kế tiếp về cách trồng và chăm sóc cây dưa nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.